Biểu tình hôm nay ngoài cộng đồng chúng ta còn có cộng đồng Phi Luật Tân, còn có cộng đồng Thê Bếp, có Phát Văn Công đang chờ chúng ta ngay trước địa điểm biểu tình. Hôm nay một cái sự kiện, hôm nay chúng ta có một người bạn rất là thân, ông ta tên là Craig Ashley, ông ta là tác giả của cuốn sách là Dead by China. Bạch Trần, tố cáo chính quyền thế giới. Cái số của cộng sản Trung Cộng. Chúng tôi xin ông Craig Ashley có đôi lời. Thank you. I'm so glad to be here today. Ông rất là có hãnh diện và quay mặt ngày hôm nay. I'm so glad to see so many people here in support of freedom. Tôi vô cùng và sung sướng thấy có rất là nhiều đông đảo chúng ta đây để mà kêu gọi hỗ trợ cho tự do. Nobody in America values freedom as much as the Vietnamese community of Orange County. Có thể nói ngay bây giờ, người dân của Hoa Kỳ, không có người dân Hoa Kỳ nào mà có thể hiểu được cái vấn đề cái giá trị của tự do như là cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Yeah! The biggest threat to freedom in the world is the communist government of China. Cái vấn đề mà gọi là khó khăn và gây nhiều trở ngại cho tự do thế giới chính là từ Trung Cộng. Yes. The communist government of China represses its own people. It kills them, it puts them in jail, and denies them human rights and liberty. Chính nhà cầm quyền Trung Cộng là một cái chế độ mà đàn áp người dân và coi như là đầy đọa họ để mà không cho người dân có được cái quyền mà tự do căn bản đó. And the Chinese government threatens all of its neighbors, most particularly Vietnam. Và nhóm bành trướng của Trung Cộng luôn luôn đe dọa hòa bình thế giới và những cái tại khu vực, đặc biệt là đối với lại đất nước Việt Nam chúng ta. And we need to tell President Xi Jinping he is not welcome in California. You're right! Nói cho tên đầu sỏ Tập Cận Bình là chúng ta không có chào đón chúng ta ngay tại California này. Yes. And our president must not hug and shake hands with and do business with a criminal. Send him home. Thank you. Thank you. Yes. Send him home. Và chúng ta sẽ phải nhắc nhở Tổng thống Obama hãy đứng đúng với vai trò lãnh đạo của thế giới tự do. Không có như là cái sự gọi là ước của ông ta là không cần bắt tay hay là ôm hôn gì với lại tên tử của mình cả. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin quý vị là từ bây giờ là đang kiểm tra, đang từ từ dọn người lên những cái xe buýt. Mình nhớ rằng 41 năm trước, chúng ta không có một tiếng nói nào đối với lại trong buổi họp mặt thượng đỉnh giữa Tổng thống Nixon và Mao Trạch Đông. 41 năm sau, tình thế đã thay đổi. Chúng ta có 1.5 triệu người trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chúng ta có 300.000 lá phiếu. Tiềm năng về kinh tế, về trí tuệ của chúng ta sẽ cùng với lại nhân dân trên toàn thế giới đòi hỏi Tổng thống Obama phải hành xử như là một nhà lãnh đạo trên thế giới, tiếp tục lãnh đạo cuộc những phong trào đòi hỏi những tự do dân chủ trên toàn thế giới, đặt vấn đề tôn trọng nhân quyền cũng như tự do cho tất cả người dân và làm sao noi gương theo những bước chân của tổng thống Ronald Reagan đã dẹp sạch chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới, mang lại tự do dân chủ và nhân quyền cho tất cả dân tộc đang khao khát tự do. Freedom for the world, freedom for the world, freedom for the world, freedom for Việt Nam, quý vị hô for Việt Nam, freedom for Việt Nam, freedom for Việt Nam, freedom for Việt Nam. Là hai bài chương trường sa phương hai là và chiều trường sa thứ ba là đô quyền ba trường sa đó chúng tôi đưa đồng bào lên những chiếc xe buýt đầu tiên. Sau khi lên rồi thì tiên hai lên lên tất nhiên là các thanh niên chuyển thức ăn thức uống và cờ quạt lên trên ba chiếc xe đầu tiên đó. Khi đã đầy đủ người rồi xin các kiểm tra về thang lệnh để tài xế của thuyền máy để chúng ta. Thank you.